Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học và trả lời các câu hỏi có trong bài 25 Những bậc đá chạm mây. Bài học của chúng mình có ở trang 112, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng với các con trong 3 nội dung đấy. Nội dung đầu tiên đó là đọc, bài tập đọc Những bậc đá chạm mây. Nội dung thứ hai là nói và nghe với chủ đề là kể chuyện những bậc đá chạm mây. Và nội dung thứ ba đó là viết. Chúng mình sẽ nghe viết một đoạn của bài tập đọc Những bậc đá chạm mây. Các con thân mến, bài 25 cũng là bài học đầu tiên trong chủ điểm cộng đồng gắn bó. Ở chủ điểm cộng đồng gắn bó, các con sẽ được đọc những câu chuyện, những bài thơ, bài văn viết về lối sống, công việc, cách ứng xử của mọi người trong cộng đồng đối với nhau và đối với công việc chung. Qua việc tìm hiểu các bài học, các con sẽ tích lũy được cho mình những bài học bổ ích đấy. Sau đây, các con hãy cùng khởi động tiết học ngày hôm nay bằng cách kể về một người mà em cảm phục. Cô ví dụ, em rất cảm phục chị Lan. Chị Lan là hàng xóm nhà em. Nhà chị Lan có hoàn cảnh khó khăn, bố chị bị bệnh, không thể đi làm được. Một mình mẹ của chị phải đi làm và nuôi cả gia đình. Chị Lan năm nay học lớp 9. Ngoài giờ đi học, chị Lan thường phụ mẹ làm nghề thủ công để kiếm thêm tiền. Dù khó khăn, nhưng thành tích học tập của chị Lan rất tốt. Chị còn được đi thi học sinh giỏi huyện nữa. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ và cần phải học tập chị Lan rất nhiều. Tiếp theo, các con hãy cùng quan sát bức tranh trên bảng của cô và cho biết bức tranh của cô vẽ gì. Bức tranh vẽ một người đàn ông cao tuổi đang khuân tảng đá nặng trên dốc núi đá. Một số thanh niên trai tráng đang làm cùng với ông. Ngày hôm nay, các con sẽ luyện đọc một câu chuyện cổ tích Việt Nam của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Câu chuyện có tên Những bậc đá chạm mây. Các con sẽ đọc kỹ để hiểu câu chuyện nói về ai, họ đã làm gì, vì sao họ được mọi người yêu quý nhé. Sau đây, các con hãy cùng lắng nghe cô đọc văn bản Những bậc đá chạm mây. Ngày xưa, dưới chân núi Hồng Lĩnh có một xóm nhỏ. Người dân sống bằng nghề đánh cá. Cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Dân xóm trài hết đường sinh sống, đành lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Nhưng sườn núi phía họ ở dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa. Bấy giờ trong xóm có một ông lão nghèo, người ta gọi ông là Cố Đương, vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn. Ai nấy đều lắc đầu, bảo việc ấy khó lắm, không làm được. Nhưng Cố Đương vẫn tìm cách làm đường, công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng. Thấy ông đói, những con vượn ở gần đó mang hoa quả đến cho ông, chỉnh chắc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng. Sau 5 lần xin giá quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó, mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng. Cả xóm biết ơn Cố Đương, tặng thêm cho ông một tên mới là Cố Ghép. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là Chuông Ghép vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh, theo Nguyễn Đồng Chi. Trong bài đọc vừa rồi, có một số từ mà các con có thể chưa hiểu nghĩa. Ví dụ, từ cố. Cố theo tiếng địa phương dùng để gọi người già với ý kính trọng. Hoặc là chuông. Chuông là đường đi qua rừng núi, vùng đất hoang, nhiều cây cỏ. Để đọc tốt bài tập đọc ngày hôm nay thì có một số lưu ý các con cần ghi nhớ. Đầu tiên là các con cần đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai. Ví dụ, dưới chân núi Hồng Lĩnh, trải lưới, đảm đương gánh vác. Tiếp theo là các con cần ngắt nhịp ở những câu dài. Cô ví dụ, người ta gọi ông là Cố Đương, vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác. Thấy lên núi phải đi đường vòng, ông bàn với mọi người, ghép đá thành bậc thang vượt dốc, để có được con đường ngắn như mong muốn. Bài tập đọc ngày hôm nay có nội dung được chia thành 4 phần. Phần đầu tiên, đoạn 1, từ ngày xưa cho đến đường vòng rất xa. Đoạn 2, từ bấy giờ trong xóm
cho đến không làm được. Đoạn 3 tiếp theo, nhưng cố đương cho đến làm cùng. Và đoạn 4 còn lại, sau 5 lần cho đến dãy núi Hồng Lĩnh. Ở phần chia đoạn cô vừa mới nêu, các con hãy cùng cô vào phần tiếp theo, đó là phần tìm hiểu bài. Mở đầu, câu chuyện có giới thiệu mọi người trong xóm nhỏ sống bằng nghề đánh cá. Vậy vì sao ngày xưa người dân dưới chân núi Hồng Lĩnh phải bỏ nghề đánh cá để lên núi kiếm củi? Các con hãy chọn đáp án đúng trong 3 đáp án sau đây. Đáp án A, vì lên núi kiếm củi đỡ vất vả hơn đánh cá. Đáp án B, vì vùng biển gần đó thường xuyên có bão lớn. Đáp án C, vì thuyền bè, chai lưới của họ đã bị bão cuốn mất. Trong đoạn 1 của bài tập đọc có nói rằng, cuộc sống đang yên lành, bỗng một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. À, vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C, vì thuyền bè, chài lưới của họ đã bị bão cuốn mất. Sau khi bị bão cuốn đi tất cả, dân trong xóm chài hết đường sinh sống, họ đành phải lên núi kiếm củi đem ra chợ bán. Nhưng họ đã gặp một khó khăn, đó là sườn núi phía họ ở thì dựng đứng, bà con phải đi qua đường vòng rất xa. Vậy các con hãy cùng cô tìm hiểu đoạn 2 để xem mọi người đã giải quyết khó khăn đó như thế nào nhé. Nội dung của đoạn số 2, lý do ông cố đương muốn ghép đá thành bậc thang. Trong xóm lúc bấy giờ, có một ông lão tên là Cố Đương, có ý định ghép đá thành những bậc thang lên núi. Các con có biết vì sao ông Cố Đương lại có ý định như thế không? Ông Cố Đương có ý định ghép đá thành những bậc thang lên núi vì ông thấy mọi người đi đường xa rất vất vả. Cố Đương là một người luôn sẵn lòng đương đầu với những khó khăn, bất kể là việc của ai. Thường người dân làng phải đi đường vòng rất xa để lên núi kiếm củi, ông đã một mình tìm cách làm đường. Ông đã có sáng kiến ghép đá thành những bậc thang vượt dốc để có được con đường lên núi như mình mong muốn. Nhưng khi ông đưa ra ý kiến thì phản ứng của mọi người trong xóm chài ra sao? À, đó là ai đấy đều lắc đầu, bảo việc ấy khó lắm và không làm được. Mặc dù ý định ghép đá thành bậc thang vượt dốc lên núi không ai tin là có thể thành công, nhưng Cố Đương không sờn lòng, vẫn quyết tâm làm. Thấy ông đói, những con vượn mang hoa quả đến cho ông ăn, chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. Về sau, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng với ông. Công việc làm đường của ông Cố Đương diễn ra như thế nào? Các con hãy đọc lại nội dung của đoạn thứ 3 để đưa ra câu trả lời nhé. Chúng ta thấy rằng, ngày ngày, ông bạt đất, khiêng đá, ghép thành từng bậc thang hướng thẳng lên núi. Công việc rất nặng nhọc, về sau có thêm nhiều người trong xóm cũng tình nguyện đến làm cùng với ông. Vậy thì con đường lên núi được hoàn thành trong bao lâu? Mở đầu đoạn số 4, văn bản có viết rằng, sau 5 lần xin ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Vậy thì con đường lên núi đã được hoàn thành trong 5 năm đấy các con ạ. Đây là một khoảng thời gian rất là dài phải không? Tác giả đã đặt tên cho văn bản là những bậc đá chạm mây. Vậy theo các con, hình ảnh những bậc đá chạm mây nói lên điều gì về việc làm của ông Cố Đương? Chúng ta thấy rằng hình ảnh những bậc đá chạm mây khiến người đọc hình dung con đường lên núi rất cao. Con đường càng cao, càng cho thấy công sức lớn lao của ông Cố Đương và của những người tham gia làm đường nữa. Tên của bài đọc đã tạo nên ấn tượng đẹp cho người đọc về một con đường được tạo nên từ bàn tay, ý chí và tấm lòng cao đẹp của một ông lão bình dị nơi xóm nhỏ xa vắng. Câu chuyện khiến ai đọc cũng cảm thấy cảm động trước những con người như ông Cố Đương. Tiếp theo, các con hãy đóng vai một người dân trong xóm giới thiệu về ông Cố Đương. Ví dụ, Cố Đương tuy đã lớn tuổi nhưng lại không hề sợ khó khăn. Nhờ có Cố Đương mà người dân trong xóm chúng tôi giờ đây có thể lên núi Hồng Lĩnh một cách dễ dàng. Chúng tôi rất biết ơn Cố Đương. Vậy thì qua bài đọc ngày hôm nay, các con thấy rằng bài đọc đã kể về ông Cố Đương. Nhờ có sự can đảm và quyết tâm của ông mà con đường từ xóm nhỏ lên núi Hồng Lĩnh được xây dựng. Qua đó giúp chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống có những người rất đáng trân trọng vì họ biết sống vì cộng đồng. Hãy cùng cô chuyển sang nội dung tiếp theo của tiết học ngày hôm nay, đó là nói và nghe.
chúng mình sẽ tập kể chuyện những bậc đá chạm mây. Yêu cầu đầu tiên, quan sát tranh minh họa nói về sự việc trong từng tranh. Chúng ta có 4 bức tranh, các con hãy quan sát thật kỹ để nói về từng sự việc diễn ra trong tranh nhé. Bức tranh đầu tiên, một trận bão cuốn phăng thuyền bè, chai lưới của người dân xóm nhỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh. Bức tranh số 2, dân làng cùng rủ nhau lên núi kiếm củi đem xuống chợ bán. Bà con phải đi đường vòng rất xa vì sườn núi ở phía họ có vách dựng đứng. Bức tranh thứ 3, cố đương quyết tìm con đường lên núi ngắn nhất. Ngày ngày ông bạt đất, khiêng đá ghép thành từng bậc hứa thẳng lên núi. Bức tranh cuối cùng, nhiều người trong xóm tình nguyện đến làm cùng cố đương. Sau 5 năm, con đường được mở thành công. Yêu cầu thứ 2, các con hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện theo bức tranh mà các con vừa mới quan sát ở bài tập số 1. Cùng chuyển sang nội dung thứ 3, đó là viết những bậc đá chạm mây. Các con sẽ nghe viết một đoạn trong bài những bậc đá chạm mây. Hãy cùng lắng nghe và đọc lại đoạn văn mà các con cần phải viết. Những bậc đá chạm mây, sau 5 lần xin ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành. Nhờ đó mọi người có thể lên xuống núi dễ dàng. Cả xóm biết ơn cố đương, tặng thêm cho ông một tên mới là cố ghép. Ngày nay, con đường vượt núi gọi là chuông ghép vẫn còn ở phía nam dãy núi Hồng Lĩnh. Để viết tốt được đoạn văn trên thì các con cần phải lưu ý khi viết, cần viết hoa chữ đầu tên bài và chữ đầu mỗi câu. Chúng mình cũng cần viết đúng những tiếng khó hoặc những tiếng dễ viết sai. Bài tập số 2, làm bài tập A hoặc B. Phần A, chọn chờ hoặc chờ thay cho ở trống. Chúng ta có một đoạn thơ, các con hãy cùng đọc và làm với cô nhé. Buổi sáng ó o, gà trống gọi đấy, mặt trời mau dậy, đỏ xinh câu chào. Buổi trưa trên cao, mặt trời tung nắng, đua cùng mây trắng, ú oà, ú oà. Buổi chiều hiền hòa, rung răng, rung rẻ, mặt trời thỏ thẻ, chẳng về nhà đâu. Theo tác giả My Linh. Phần B, quan sát tranh, tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ăn hoặc vần ăn. Đây chính là bức tranh. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm những tiếng có chứa vần ăn. Ví dụ, con rắn, thằn lằn, con chăn. Những tiếng có vần ăn: ánh nắng, hoa trắng, rặng tre. Bài tập số 3, tìm thêm các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng chờ, chờ hoặc chứa vần ăn, ăn. Cô ví dụ từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng âm chờ: con chó, chim sẻ, chạy đua. Từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng âm chờ: cá chê, tròn xoe, mặt trời. Từ ngữ có tiếng chứa vần ăn: khăn mặt, văn phòng, ngựa vằn. Và cuối cùng là từ ngữ có tiếng chứa vần ăn: cô có trắng tinh, dấu bằng hoặc là măng tre. Cuối cùng là các con hãy kể lại một vài chi tiết em yêu thích trong câu chuyện những bậc đá chạm mây cho người thân của chúng mình nghe. Cô ví dụ, hôm nay ở lớp con được học câu chuyện những bậc đá chạm mây bố mẹ ạ. Con rất ngưỡng mộ sự dũng cảm, kiên trì của cố đương. Nhờ có sự dũng cảm của ông mà người dân trong xóm nhỏ đã có một con đường đi lên núi Hồng Lĩnh ngắn nhất. Bài học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con học tập thật tốt. Hãy tiếp tục truy cập vào trang web loidaihay.com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Hẹn gặp lại các con vào những video thú vị lần sau.